Thưa quý vị, kể từ sau Tết cho đến nay thì tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tái diễn thường xuyên hơn, nhất là xung quanh các khu vực chợ. Mặc dù đã có nhiều kiến nghị phản ánh về thực trạng này, tuy nhiên thì vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây mất hình ảnh mỹ quan đô thị. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại chợ đầu mối Hòa Cường, quận Hải Châu. Đây là hình ảnh trên đường Hồ Nguyên Trừng, ngay khu vực bên ngoài chợ đầu mối Hòa Cường. Rất nhiều gánh hàng rong, những sạp hàng bày bán đủ loại thực phẩm tươi sống, rau củ quả ngay giữa lòng đường và trên vỉa hè, gây cản trở ách tắc giao thông. Sau khi các tiểu thương bán xong thì mặt đường tràn lan rác, nước thải và bao ni lông, rất mắc vệ sinh môi trường. Theo nhiều tiểu thương cho biết, trước đó ban quản lý chợ đã nhiều lần xuống vận động bà con, tuy nhiên chỉ cần một người thiếu ý thức lắng xuống lòng đường buôn bán thì đồng loạt những hộ kinh doanh khác cũng làm theo vì sợ ế khách. Tình trạng này vì thế cứ kéo dài từ ngày này qua tháng khác. Ví dụ như riêng có nhân ngày mà thấy xuống dưới đề ngồi chiếm đường thì cũng không đúng. Đó, ví dụ như chứ em hỏi anh em đang trễ 7-8 giờ em lên thì em thấy người ta ngồi hết chiếc đường thì em bắt buộc em phải xuống dưới đường em ngồi. Đó, ví dụ như người ta ngồi trên lề thì em cũng phải lên lề em ngồi ra, em xuống dưới đường em ngồi mình em được. Mình phải đi theo số đông. Một cá nhân mình thì phải đi theo số đông thôi chứ làm ra một mình mà chống lại số đông được. Thì họ ngồi hết chiếc đường mà em ngồi trên đường thì ra em bán. Thời gian qua, đội quy tắc đô thị phường Hòa Cường Nam đã nhiều lần xuống nhắc nhở, dẹp các quầy hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nhưng chỉ khoảng 15-20 phút sau thì đâu lại vào đấy. Nhiều tiểu thương bày tỏ mong muốn được hỗ trợ các gian hàng hay khu vực buôn bán hợp lý hơn để có thể tập trung kinh doanh, vì bản thân họ cũng không mong muốn làm trái với quy định. Phần lớn những hộ này đều thuộc diện khó khăn hoặc là dân buôn bán ngoại tỉnh. Mình đâu có lô bón ở trang, mình đi mua đồ ở đây, họ bón rồi mình mua. Có khi vô trang mua cũng có, chở đi quanh rứa bón. quanh xóm nó bón xóm nhà mình đó chứ gì dò rồi lộn gì chở nổi như họ cỡ 5-60 kg họ chở rồi được chứ mình dò rồi gần 70 tuổi rồi chở gì nổi. Theo chúng tôi ghi nhận, ban quản lý chợ đầu mối Hòa Cường đã bổ sung thêm nhiều kiosk dọc tuyến đường Hồ Nguyên Trừng. Tuy nhiên phần lớn chỉ có các gian hàng kinh doanh ăn uống, còn lại các hộ kinh doanh khác vẫn lấn chiếm xuống lòng đường để buôn bán. Để tình trạng này thực sự chấm dứt, cần phải có giải pháp căn cơ hơn, nhất là đối với các tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ trong thời gian tới.